đạo diễn The Idol No Jenny Blackpink một lời xin lỗi. Nhiều ý kiến cho rằng đạo diễn Sam Levinson nên công khai xin lỗi Jennie cùng những thành viên tài năng của ekip The Idol vì đã biến một series hứa hẹn thành tác phẩm không thể chấp nhận được. Tập 4 The Idol, series gây tranh cãi bậc nhất hiện nay, chính thức ra mắt sáng ngày 26 tháng 6 và tiếp tục thu hút đông đảo ý kiến từ cộng đồng mạng. Dù được đánh giá có chất lượng khá hơn hẳn các tập trước, bộ phim vẫn nhận nhiều lời chê về nội dung và diễn xuất của phản diện Ted Roth, The Vulcan thủ vai. Một số khán giả bày tỏ sự thất vọng vì đã gần đến hồi kết mà vẫn không hiểu câu chuyện phim muốn nói về điều gì. Trong khi đó, màn diễn xuất của một số ngôi sao như Jennie, Lily Rhodes nhận lời khen từ giới phê bình. Ca sĩ Hàn Quốc có màn cướp spotlight hay nhân vật Diane của cô được mời ký hợp đồng với hãng đĩa lớn. Đồng thời, Jennie cũng ghi điểm với cuộc đối thoại với nữ chính khi muốn xin phép hát ca khúc vốn được sáng tác riêng cho Jocelyn. Theo Daily Mail, một khán giả thậm chí yêu cầu đạo diễn Sam Levinson nên cảm thấy xấu hổ vì làm lãng phí công sức của những người như Jennie hay Lily Rose Depp, tạo ra một bộ phim có chất lượng thấp như The Idol. Tập 5, trước tập cuối của series, nên là cảnh đạo diễn và nhà sản xuất cùng xin lỗi những con người tài năng thực sự đã nhận lời tham gia dự án này. Qua 4 tập, The Idol bị chỉ trích vì nội dung có quá nhiều điểm phi lý, cùng nhiều hình ảnh gây sốc, không phục vụ không phát triển nội dung. Tôi cũng không hiểu bộ phim này nói về cái gì và tại sao mình vẫn cố gắng theo dõi nó, một khán giả khác bình luận. Về trường hợp của Jennie, thần tượng Hàn Quốc như trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích, dù không có nhiều đất diễn trong phim, suốt 4 tập, các cảnh của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến nay, không còn nhiều khán giả hy vọng về một màn xuất hiện lộng lẫy của Jennie. Nhiều người thậm chí cảm thấy khó hiểu về vai diễn của cô trong phim. Tại sao một nhân vật quan trọng như vậy lại xuất hiện quá ngắn ngủi, mờ nhạt? Một điều an ủi của Jennie từ dự án này là cơ hội kết hợp với các ngôi sao Hollywood như The Weeknd hay Lily Rhodes. Ca khúc One of the Girls của cô trong phim nhận nhiều lời khen từ khán giả. Công nhận là không chê được nhạc của The Weeknd, giọng Jennie hợp với màu âm nhạc của anh này. Đúng là hai người chỉ lên làm nhạc. Một người hâm mộ nhận xét, The Idol nhiều khả năng vẫn là một dự án mất nhiều hơn được đối với Jennie. Nhiều người thậm chí dự đoán danh tiếng của thần tượng Hàn Quốc khó có thể được hồi phục như cũ sau khi bộ phim này được công chiếu. Sau hàng loạt sóng gió thời gian qua, Jennie vẫn chưa lên tiếng về vai diễn đầu tay của mình. Có lẽ một lời xin lỗi từ đạo diễn Sam Levinson phần nào cũng giúp ca sĩ dễ mở lời hơn đối với người hâm mộ của mình. Tin tức trên đã chính thức khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!